Ok, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi tham quan một cái pop-up người ta trưng bày rất là nhiều đăng và SB đăng ở Shinsaibashi. Thì nó là cái chỗ mà hồi xưa anh em Osaka hay cam, nó là cái ad hopping mà chuyên cam đồ cho mấy đứa gái á. Thì bây giờ nó kiểu hôm nay nó mở cái pop-up đó, nó trưng bày rất là nhiều SB đăng. Thì hôm nay mình sẽ đi tham quan coi nó có gì nha. Mọi người theo mình nào. Trên đường tới thì mình đã tới đây, đây là cái Atmos Pink này mọi người. Thì nó có chữ A màu hồng á. Đây thì mình sẽ bắt đầu vô. Cá đẹp đèn ngọc. Và mọi người chú ý lúc nào cũng phải xịt cồn vô nha. Cồn vô tay. Đây như mọi người thấy đây là vàng Michigan 2005. Con này là con như 1999 nè. Đây là 2016, 2008, 2020, 2021, 2002. Nó trưng bày tất cả những cái màu của Michigan ở đây mọi người. Nó là to. Nhưng mà một điều đây là do not touch, là mọi người không được đụng vô những cái hiện vật ở đây, tại vì đây là những cái đôi giày rất là có giá trị đó mọi người. Ở đây có một con đăng Violet 2001 mọi người. Con này thì dấu xuống rồi xưa nó sẽ mập hơn và nó khá là nhiều lỗi, mọi người có thể thấy lỗi chỗ này không, nhưng mà những cái bản vintage này mới gọi là đẹp. 1999 có đây bạn đặc biệt NIC này. Còn đây là những con đăng OG hồi xưa. Ở đây có những con bạn đặc biệt hồi xưa nè, làm thiết kế riêng cho New York City mọi người. Còn đây là những con cơ bản rồi, những con phối màu cơ bản thì mọi người đều biết hết rồi. Quá đẹp. Nói chung ở đây nó có những con đăng rất là hiếm, nhưng mà kiểu nó không phải là hiếm lắm. Mình đã từng thấy những con không thể kiếm trên thị trường nữa, mà hôm nay nó không trưng bày đây mọi người. Một nửa gian bên này nó trưng bày SV. Mọi người thấy đây giống Gucci không? Rất là giống Gucci. Đây là hai con trong bộ đăng Supreme B2 ủng hộ những người LGBT đó mọi người. Thì mỗi đôi là một phối màu khác nhau đó, không có đôi nào giống đôi nào luôn. Và phần SB này mọi người. Đây có một con sáp nè, một bạn khá là hiếm. Da hồi xưa rất là tốt mọi người. Ở đây có Haniken. Mọi người coi cả mấy cái như đây là những con Jill thôi, nhưng mà người ta trưng bày rất là tốt. Còn đây collab lại KH này. Thì mọi người ít thấy con này. Collab với lại KH thì bạn này vải rất là tốt. Con này là Bison. Bò mộng nè. Yeah, và đây là một trong những con Grail của mình. Một trong những con SB mình thích nhất, Uncle. Nhưng mà hiện tại cái giá nó quá là cao và nó là bạn 2 nữa. Mình không thể nào mình mua được. Hôm bữa mình coi nó nằm khoảng 4.000 đô cho DS rồi. Má nhìn thôi. Dưới đây là con này nó có một pack nha mọi người. Pack là số 13 là số Unlucky, còn đây là số 7 Lucky nè. Lucky đây nè, một pack của nó số 7 và số 13. Số 13 nó là đen hết nguyên con và chữ 13 màu đỏ, con này là màu vàng. Thế nào? Còn đại diện cho taxi của Tokyo với lại Nhật Bản ở đây. SB đăng taxi Tokyo taxi. Nó được mô phỏng theo những cái chiếc taxi của Nhật các mọi người. Tôi sẽ cho mọi người thấy một huyền thoại. Đây là đôi SB đầu tiên trong cái thời đại hồi xưa. Đây là đôi collab đầu tiên giữa đăng với lại SB, thì nó cho ra cái đôi Nike SB đầu tiên này là Supreme 2002. Khá biết rồi, nhưng mà nói chung là còn giữ được cái độ mới như vậy là thấy hơi đáng nể đó. Còn bên dưới nó là Cherry, Tutsi Cherry. Đôi này thì mình cũng có, thì mọi người đã biết là đôi này qua thời gian nó da nu bút nó sẽ bị nứt ra, cho nên nó khá là đẹp. Condition khá là đẹp luôn á, nếu mà qua thời gian với một chàng trai 16 tuổi vậy. Đây chúng ta có một chú chim bắc, con này đằng sau lưỡi gà nó có chữ Bắc mọi người nè, sau đuôi nó có chữ Bắc này. Bên cạnh nó thì đây là con va flop, con này hơi flop tí lúc mà release nhưng mà đây cũng là một phối màu khá là đáng có đó, khá là đẹp mà chả hiểu sao bị flop nữa, mình chỉ có tiền mua thôi. Wow, chúng ta gặp được một đôi Nike SB Supreme 2012 mà ngạc nhiên chưa, mình cũng đang mang một đôi mình. Đây đúng cái màu của Supreme luôn á. Đây có một con gấu xanh. Trên đây là một con collab là Instant, là một cái group, một cái shop bán skateboard bên này, kiểu bán về Halloween này. Bạn nào đam mê ăn coffee thì đây là đôi coffee này mọi người, tôm hùm đất. Nhìn khá là đáng yêu nhưng mà mình hơi ghét cái khối màu của nó, là khá dễ bận tại da nó bút á. Saki. Ok, bên cạnh Saki chúng ta có một cặp Tiffany. Này Nike SB, con này là Diamond thôi, không được là Tiffany, rồi bên cạnh là con Tiffany 2 này. Tiffany Low ở đây nó không có, khá tiếc. Còn đây là con The LA Show, khá là nhiều lỗi. Con này là bạn 2015 mọi người. Còn bạn 2005 nó khá là đẹp, nó là Low. Đây rồi, quốc tế hút cần sa thì mọi người sẽ đi đôi này. Đôi này là đôi dắt chó này già thì mình quên mẹ tên rồi. Cái này cái da được mô phỏng trên cái màu lá cần đó mọi người, khá đẹp. Bên cạnh đó là Raygun V2. Cái này với màu tie dye, mình thích với màu OG của nó hơn, với màu một màu á. Còn để theo dòng sự kiện thì chúng ta có một con SB đăng Chicago ở đây, có màu Chicago. Ở đây chúng ta cũng có một đôi Chicago, một S. Con này thì hơi flop tí nhưng mà cũng được. Con dưới thì flop hơn, hình như đây là tổng hợp những con flop thì phải. Con này thì flop ác nữa. Được con Civic này thì con này nếu các bạn chạm tay với nó đổi màu, mình có thể mình chạm tay vô cho nó đổi màu được, nhưng mà ở đây mình tôn trọng người ta không chạm vào hiện vật nha mọi người. Đúng, con này là con collab dị nhất mình từng biết rồi. Con này là carpet thì collab với lại một hãng xăng. Còn con này là theo đạo Hindu 20B, những người theo đạo như là con này. Mình chưa tìm hiểu lịch sử về con này nhiều lắm, mình nghe sơ sơ 2BB. Đây mình sẽ đưa các bạn qua bên một phối màu high-end mới. Đây là Girl Don't Cry, đây là hộp của... Đây có chữ ký của Verdi nè. Verdi là founder Girl Don't Cry nha mọi người. Đây là cái hộp mà được tặng cho bên... cái shop skateboard các bạn, người ta đem ra chân. Đây là một nhóm huyền thoại Staple, chim bồ câu. Con này là vào lúc con màu đen này rất là release là vẫn đầy trên kệ không ai mua, mà tự nhiên SB nó trở lại là không mua nổi luôn. Còn đây chúng ta có Safari. Còn đây là con cướp biển gì này, hôm bữa mình có tìm hiểu con này mình quên rồi. Con này Trail Love, mình khá ghét con này vì nó khá là check đi. Còn Travis Scott thì quá viral, chúng ta còn phải nói nhiều về nó nữa. Bên trong có bò sữa, con này khá viral đấy. Bạn này mà bóc đặc biệt thì rất là mắc mọi người, con cướp biển này nè. Đây là một trong những đôi Travis Scott lên chân nè, trong nó lên giá luôn, mắc Travis là đúng hiệu ứng thiệt. Ở store này đang có khuyến mãi là các bạn mua một cái tee 5x5 tính ra 1 triệu á, thì nó sẽ có bốc thăm trúng thưởng là một cái áo, bốc thăm trúng thưởng một đôi giày nha mọi người. Nhưng mà tiếc là hôm nay mình không có tiền, không chơi. Các bạn mua một cái áo này nè thì nó sẽ cho các bạn một cái vé trúng thưởng. Thôi cùng nhìn lại và chúng ta sẽ kết thúc video nha, để qua cái kèo Chicago nữa. Ok, và tượng trưng cho Osaka mình là Nike SB Takoyaki. Takoyaki là một cái món ăn đường phố của Nhật Bản. Đây là biểu tượng Takoyaki của nó. Một món ăn đường phố. Ừ thì nó popcorn rồi làm gì? Cái này nó là tượng trưng cho món bánh Takoyaki của Nhật Bản. Rất là đẹp. Và đây là bạn bóp đặc biệt nha mọi người. Bạn bóp của nó là bóp gỗ. Rất hiếm để kiếm con này. Còn đây là con đăng collab với lại Underfitted nè. Mấy con này thì mình không biết cho lắm. Nhìn nó ghê ghê, con này là thum bồ vậy nè. Con này sẽ bị xích rồi nè. Xích trong lòng đúng kiểu thú vật luôn á. Giống panda C1S á. Ok, sau khi sau khi tham quan cái dàn đăng cũng như SB đăng thì bây giờ tới cái giây phút mà mình phải công bố kết quả đội Chicago 2015 lấy kèo check 100 triệu với bạn Nguyễn Tùng Dương và em Sơn. Thì rất respect hai nhân vật này, dám chơi, dám chịu, dám bỏ tiền và dám thực hiện. Thì đó là cái điều đầu tiên mà mình muốn respect hai nhân vật này và muốn cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự cái kèo này từ đầu tới cuối bây giờ. Ok, và kết quả chung cuộc thì kèo nghiêng về bên Liqit. Yeah, và Goat đã check đôi này là Liqit. Thì mong mọi người tôn trọng kết quả. Mình sẽ để cái mail của Goat bên này cho mọi người dễ dàng theo dõi hơn nha. Là xác nhận đôi này authentic. Ok, thì kết quả đã có rồi. Thì mình biết domain thì mình có trách nhiệm là mình giao lại tiền cho người thắng cuộc là 100 triệu theo bên Đàn Dương. Còn lại thì xin cảm ơn tất cả các mid domain là Chi Lê, Kích Đại Lì cũng như là Nguyên Nhật Lê nè. Và cảm ơn mình nữa tại mình giữ tiền mà. Và bây giờ mình sẽ trao lại phần tiền đó là cho người thắng cuộc. Và mong mọi người qua cái kèo này có thêm kiến thức rồi cũng như là vững vàng hơn trong cái con đường mua giày cũng như là tìm những đôi giày Liqit cho mình. Có thể một đôi giày có rất là nhiều fail, nhiều lỗi nhưng mà chúng ta đã chọn kết quả là ở Goat nên chúng ta tôn trọng kết quả ở Goat cũng như là Cream check ra Liqit, tất cả asset check ra Liqit và bây giờ Goat kết quả cuối cùng cũng là Liqit thì đôi này nó chắc chắn là Liqit rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.